Giải ba là chị Trần Trâm Valencia sẽ được lên sân khấu. Dạ vâng, ban tổ chức xin được kính mời cô là anh Phúc Văn, vâng là bạn Mai Vũ và cô Trần Trâm sẽ đứng trên sân khấu ạ. Vâng, để không làm mất thời gian của các bạn thì xin mời các bạn đã được đọc tên thì tập trung lên sân khấu để ban tổ chức trao phần thưởng. Bạn nhất kia. Kính thưa các bạn, với giải đầu là giải dư thử tài dự đoán bên nhau chia quà, tức là giải như thế này ạ. Chiêm quán sẽ vốt mấy bài hát của các bạn lên, các bạn sẽ đoán xem là các ca khúc đó được bao nhiêu lượt bình chọn, và các bạn sau đó chúng ta đoán xem là có bao nhiêu người tham gia. Và thật là vui, tôi xin được trao giải nhất vâng cho bạn Giáp Văn với giải thử tài dự đoán bên nhau chia quà, trị giá là vâng là 150. Vâng, quý vị có thể dành cho bạn trai rất là một tràng pháo tay thật lớn nha các bạn. Thấy thì ấn cái đèn ngon ngà ra ngay đèn ngà. Vâng, tôi xin được trao giải đây, giải nhất đây, phát kém hết, giải nhất đây. Mặt đen này ơi! Giải nhì là của bạn Tập Lạnh Văn. À, và vâng, xin lỗi là của Tìm Hiểu Mật Pháp. Giải nhì là của bạn Mai Vũ. Dạ vâng, xin mời bạn Mai Vũ đi sân khấu với thần tiên. Và giải ba là của bạn Trâm. Và xin mời bạn chúc mừng các bạn đã đoạt giải. Dạ vâng, và giải thứ hai vâng sẽ là giải được mang tên Tìm Hiểu Về Phật Pháp, và ban tổ chức cũng được xin kính mời vâng giải nhất bạn Đoàn Lãnh lên sân khấu ạ. Vâng, và bạn giải nhì bạn Tập Lãnh Văn sẽ bước lên sân khấu, và giải ba sẽ là bạn Mai Vũ và Tình Yêu Sự Nghiệp sẽ bước lên sân khấu ạ. Vâng, để không làm mất thời gian của các bạn thì xin mời các bạn chúng ta khẩn trương trở lại sân khấu. Và tôi không bị lại, với giải Tìm Hiểu Về Phật Pháp này, tôi cũng không nghĩ rằng rằng các bạn là có một kiến thức cơ bản về Phật Pháp rất là vững. Và giải nhất trị giá 200.000 là dành cho bạn Đoàn Lãnh. Và bạn Đoàn có mặt ở đây không ạ? Và trong khi chờ bạn Đoàn Lãnh thì tôi xin trao giải nhì cho bạn Tập Lạnh Văn, trị giá là 150.000. Vâng, các fan của bạn Tập Lạnh Văn đâu vậy ạ? Vâng, và giải ba là của bạn bạn Mai Vũ. 4 giải, 3 giải. Và một giải ba nữa là của bạn Tình Yêu Và Sự Nghiệp thì bạn là được giải Loan. Và tôi xin phép được giữ lại cái phần giải ba này. Và xin một tràng pháo tay chúc mừng cho các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn Tình Yêu, và chúng ta tiếp tục trở lại chương trình trong những cái nhà của tối hôm nay. Dạ vâng, xin được cảm ơn các bạn.